đã hủy đồ của Carlos Alcaraz. Rất tiếc là cú đánh của anh lại đi ra ngoài. Không qua lưới, chưa thể khép lại game cho bóng. Rất đáng tiếc cho Alcaraz. Lại thêm một tình huống tăng tốc độ vượt để không qua lưới của Alcaraz. 40 đều. Thêm một lần nữa thì Kasper Ruud cứu thành công nguy cơ mất game. Đó chẳng là một loạt bóng bền mà Kasper Ruud đã tấn công rất hay. Liên tiếp đặt Carlos Alcaraz vào một tư thế đánh bóng không thực sự ổn, không thực sự thoải mái. Xử lý rất bất ngờ của Carlos Alcaraz. Bóng đi quá sâu và Alcaraz cũng phải đối mặt với nguy cơ mất game. Tiếp tục là một tình huống tăng tốc độ vượt nhưng không thành công của Alcaraz và tỷ số đã là 3-0 nghiêng về phía Kasper Ruud. Một tình huống tấn công. Tình huống bỏ nhỏ quá hay của Carlos Alcaraz và giúp cho tay vợt Tây Ban Nha cứu được nguy cơ mất game.
xử lý đầy bất ngờ của Alcaraz. Và lần thứ hai trong trận đấu này, Carlos Alcaraz bẻ được game xóa bóng của Kasper Ruud. Bây giờ thì lợi thế lại thuộc về tay vợt Tây Ban Nha. Tiếp tục là một cú xóa bóng giành điểm trực tiếp nữa của Alcaraz. Cái này thì là quá dễ dành cho Kasper Ruud. Và tỷ số được rút ngắn xuống 4-5. Lỗi trái tay của Kasper Ruud và bây giờ là 3 điểm set dành cho tay vợt hạt giống số 1. Quá dễ dàng cho Carlos Alcaraz. Rất đáng tiếc cho Carlos Alcaraz. Thêm một lỗ trái tay của Alcaraz. Bóng vẫn ở trong sân nhưng Kasper Ruud đã thực hiện cú smart rất tỉnh táo. Và đó là sai lầm của Kasper Ruud. Lần này thì Kasper Ruud chơi hay hơn ở tình huống bỏ nhỏ của mình. Đó là cú ace thứ 6 trong trận này của Alcaraz. Bóng không thành công, số được rút ngắn xuống 2-3. Lợi thế vẫn đang thuộc về Carlos Alcaraz. Đó là một cú passing tuyệt vời của Carlos Alcaraz. Bây giờ thì Carlos Alcaraz lại tiếp tục có thêm 3 cơ hội bẻ game của Kasper Ruud. Những tình huống tấn công thuận tay quá hay của tay vợt Tây Ban Nha. Bóng đi ra ngoài. 5-2 nghiêng về phía Carlos Alcaraz. Và bây giờ thì Kasper Ruud sẽ phải đối mặt với game giao bóng cho trận đấu của tay vợt Tây Ban Nha. Alcaraz,
Kasparov đã không thể đưa được bóng vào trong sân. Trận đấu khép lại. Carlos Alcaraz là người mất game giao bóng đầu tiên. Nhưng anh mới là người có được chiến thắng trong trận tứ kết này trước Kasper Ruud. Duy trì thành tích toàn thắng trước tay vợt Na Uy sau 4 lần gặp gỡ. Với kết quả này thì Carlos Alcaraz ghi tên mình vào vòng bán kết. Và anh sẽ được người thắng trong cặp đấu giữa Grigor Dimitrov và Yannick Sinner.